Thưa quý khán giả, tình hình triều cường sáng nay lên sớm và rút nhanh, cơ bản như những ngày trước. Riêng chiều tối qua 27 tháng 10, thời gian ngập sâu kéo dài liên tục nhiều giờ do mưa lớn tiếp nối triều cường. Và tối nay, mực nước triều vẫn còn cao, mọi người cần tránh ra đường khi không thật sự cần thiết để không phải đi lại cực nhọc như tối hôm qua. Sáng nay, mực nước cao nhất ở trạm Cần Thơ trên sông Hậu là 2m15. Việc đi lại cơ bản thông suốt bởi nước lên sớm và rút nhanh. Riêng chiều tối qua lại khác hẳn so với diễn biến chung. Hơn 18 giờ ngày 27 tháng 10, nhiều đoạn đường khu dân cư ở quận Ninh Kiều ngập khoảng 30cm đến 50cm. Mưa lớn làm ngập từ khoảng 2 giờ trước. Tiếp nối triều lên làm cho nước không thoát được, có nơi nước ngập sâu hơn. Đáng chú ý là xuất hiện nhiều đoạn đường, nhiều địa điểm mới bị ngập sâu. Lực lượng quân sự, ban chỉ huy quân sự phường Hưng Lợi điều động toàn bộ lực lượng 100%, lực lượng chiến sĩ dân quân thường trực là ra kết hợp cùng đoàn phường cũng như là công an phường để triển khai bằng 3 chốt là ở ngã tư Trần Hoàng Na 30 tháng 4, ngã tư Nguyễn Văn Linh 30 tháng 4 và một chốt ở Tập Du Hưng Lợi. Từ cái đường Lý Tự Trọng, tôi đi ngược lên đây, mới giao đồ xong rồi mới vòng qua tới chỗ này thì nước quá trời luôn, nó ngập gì mà quá trời rồi tới đây tắt máy luôn. Lực lượng thì có mặt tại các điểm để bắt đầu hỗ trợ người dân. Đa số thì cái giờ đó là giờ cao điểm cho nên là người dân tan làm, với lại là một số trường còn đi học cho nên là cũng hỗ trợ cho người dân là ở xa, ở các cái điểm trường hay điểm cơ quan xí nghiệp mà có ngập sâu. Khu vực phía Nam Cần Thơ cũng không tránh khỏi tình trạng trên. Tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp, khu đô thị mới Hưng Phú, Cần Thơ thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng, nước ngập sâu, nhiều xe bị chết máy. Rất may tại đây có đội hỗ trợ cứu hộ miễn phí giúp bà con khởi động lại xe và tiếp tục hành trình về nhà. Tôi đi làm từ đoạn đường 56 về Hưng Phú tới công trình 8 được bị nước ngập, xe bị hư. Nhờ đội sửa xe rồi hỗ trợ giùm tôi, trong lòng tôi thấy thoải mái, vui vẻ. Công ty Hồng Đức có lập một số đội để hỗ trợ cứu trợ mấy anh nước ngập về nhà an toàn. Thì đa số xe đây chủ yếu là bị chết bugi hoặc hư chụp bugi do nước nó ngập nhiều, ngập sâu. Dự báo 19 giờ hôm nay, mực nước đỉnh triều có thể đạt 2m13. Bà con chú ý chỉ ra đường thời gian này khi thật sự cần thiết. Càng hạn chế ra ngoài nếu triều lên kết hợp mưa lớn gây ngập trên diện rộng. Nếu kịch bản này lại xảy ra thì việc đi lại rất cực nhọc với nhiều rủi ro, hư hỏng phương tiện, mất an toàn giao thông.